tuổi thiếu niên của con là giai đoạn phát triển trí não tích cực thứ hai của chúng. Trẻ em trong độ tuổi từ 10 đến 12 tuổi tiếp tục quan tâm đến việc đi học ở trường và dành thời gian cho những đứa trẻ khác. Mối quan tâm của con đối với tôn giáo hoặc tâm linh cũng có thể tăng lên. Con có thể trả lời lại thường xuyên hơn để cho bạn thấy rằng con biết những việc đang xảy ra. Con có thể cảm thấy rất ý thức và nhạy cảm. Vì vậy, hãy tin tưởng để cho con làm nhiều việc một cách độc lập để xây dựng lòng tự trọng của con. Hãy tiếp tục dành thời gian bên con để bạn biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống của con và giúp con quản lý những cảm xúc khó khăn như tức giận và thất vọng. Thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 đến 14 tuổi thường có thể cảm thấy bất an và bối rối. Con cần nhiều tình cảm, sự trấn an cũng như động viên để giúp con tin tưởng vào khả năng của mình. Cảm xúc của con dễ bị tổn thương và con có thể thay đổi tâm trạng, hách dịch hoặc khó chịu nếu thua cuộc. Bạn bè của con ngày càng quan trọng trong cuộc sống, kể cả trong việc con đưa ra quyết định. Con thường bắt đầu thách thức các quy tắc mà người lớn đã đặt ra cho con ở nhà trường hoặc là ở nhà. Hãy đảm bảo đưa cho con một số quyền tự do, nhưng cũng đưa ra các quy tắc đáng tin cậy, nhưng không được thay đổi các nguyên tắc đó. Thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi có thể giao tiếp với người lớn về hầu hết mọi thứ. Mặc dù con có thể thích ở với bạn bè đồng trang lứa hơn là với cha mẹ, khi con hình thành bản sắc riêng của mình, con có thể có những ý tưởng và lý tưởng mới thú vị. Hãy khuyến khích con bắt đầu chịu trách nhiệm về tương lai của mình. Hãy kiên nhẫn và chấp nhận con người mà con đang trở thành, ngay cả khi đó không phải là những gì bạn đã tưởng tượng. Thanh thiếu niên ngày càng có ý thức về giới tính của mình, vì vậy con cần được hướng dẫn để đưa ra những lựa chọn an toàn và lành mạnh. Con có thể thể hiện các hành vi đầy rủi ro, thay đổi tâm trạng thường xuyên và thái độ nổi loạn. Hãy quan sát xem bạn bè của con là ai và có các quy tắc rõ ràng để giữ con an toàn. Hãy tiếp tục hỗ trợ, yêu thương và hướng dẫn con để con cảm thấy thoải mái và yên tâm. Hãy tìm hiểu thêm về sự phát triển của trẻ để giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi của con mình ở mọi lứa tuổi.